Vừa qua, 33 đại chủng sinh ở tại chủng viện ở tỉnh Manyu ở bên Cameroon. Đây là vùng nói tiếng Anh cũng đã bị bắt cóc trong một ngày và được trả tự do sau đó. Chủng viện Bechu ở miền Tây Nam của Cameroon, nơi từ 6 năm nay có các lực lượng đòi tách miền này ra khỏi miền chiếm đa số nói tiếng Pháp để trở thành một nước độc lập. Viện cớ rằng dân miền tiếng Anh bị nhiều thiệt thòi so với vùng tiếng Pháp. Tình trạng tương quan giữa hai bên ngày càng không tốt đẹp. Theo đài Pháp quốc tế, cha Humphrey, đặc trách truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Cameroon cho biết các chủng sinh đã bị bắt cóc trong lúc rời khu nhà chính thuộc chủng viện để đi xe về phòng nhà ngủ. Các thầy bị những người võ trang bắt dẫn vào rừng, nhóm này đòi 25 triệu quan phi châu tiền chuộc mạng, sau đó hạ xuống còn 6 triệu, nhưng không có tiền chuộc mạng nào được giáo quyền chi trả. Sự việc xảy ra 2 tháng sau những sự việc những kẻ này đã đốt nhà ngủ của các nữ sinh trong trường nội trú Đức Mẹ Mân Côi, cũng thuộc miền Tây Nam của Cameroon. Vài tháng trước đó thì cha Julius là tổng đại diện giáo phận Mamfe đã bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm ngoái, bị bắt cóc và đã được trả tự do 2 ngày sau đó. Cả Đức Cố Hồng Y Christian, nguyên tổng giám mục giáo phận Douala và là người trung gian chính yếu trong cuộc khủng hoảng về vùng Anh ngữ ở Cameroon, cũng đã từng bị phiến quân bắt cóc 2 lần hồi tháng 11 năm 2020 và tháng Giêng năm 2021. Tình trạng ở Cameroon có nhiều xáo trộn vì vùng nói tiếng Anh và các cuộc đụng độ giữa quân chính quy và các thành phần võ trang thuộc phe muốn ly khai. Giáo hội đang mời gọi cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, nguyện cho con người biết sám hối trước những diễn biến mới nhất trên toàn thế giới, từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến tất cả những tình trạng không hay tiêu cực trên toàn thế giới, để nhìn vào thập giá Chúa Kitô và đón nhận ánh sáng phục sinh của Ngài. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy. Vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình. Chúa ơi, con là linh mục, muôn muôn ngàn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Ân tin Ngài đặt sâu trong tim, hồn con đó ngất ngây vì yêu. Chúa ơi, con là linh xin đi vào đời thay đổi mình nên như Giêsu, yêu hết mình tận tâm cho đi, đời tận hiến con nào xa chi. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, yêu muôn ngàn đời, xin trở thành gia nhân trung kiên theo bước Ngài nhận bao hy sinh. Từ nay quyết sống cho tình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, xin muôn ngàn đời yêu chỉ Ngài chính nguyên đơn sơ, chiếc áo dòng mang trên thân con, đời tận hiến chỉ vì tiếng yêu. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục,
qua bao ngàn đời còn chỉ là thân lưu vong thôi, nhưng chính Ngài gọi con lên ngôi hàng tứ tế xứng cho dầu Chúa ơi, Chúa ơi, con là linh mục mang thân phàm chân, sao khỏi buồn khi con cô đơn, nhưng có Ngài cạnh bên con luôn, lòng chợt thấy vui vì thánh thần. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình, hơn là nhận lấy, sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình, hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm